Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức xây dựng của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về quá trình thi công một cái công trình xây tường 220 nhà liền kề. Mời quý vị và các bạn cùng xem tổng thợ này thi công và cho ý kiến đánh giá nhận xét. Tường này có đủ chiều không? 200 300 vậy chưa như hôm nay. Gọi bằng hoàn cảnh nữa khác nghe tiếng. Gọi bằng hoàn cảnh. Đây, đây. Bắn thì bảo nó tránh ra. Bảo nó tránh ra ấy. Đâu tránh được. Đối cứ mồm đá thì bảo nó vào tai nó đấy. Mình giáo bảo chốt kia chết tốn xây như thế nó mới là đúng kiểu đấy, và xây như thế nó mới là đúng kiểu đấy. Đúng từ ngoài vào cữ mạch đầu bên kia đúng một phần rồi, gõ cạch vào đầu bên kia xong. Nhẹ như đi chơi. Trước không làm răng máy rồi định làm răng máy nhớ bố hết. Nhớ hết đi. Trong này xây tầng 10 nhanh. Thùng thút thì yeah.
không? Con miết thì nó tiệu.
Bê xịn. Thank you.